tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh được gặp gia đình sau 7 tháng biệt giam, tin đến từ tỉnh Bến Tre. Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh được gặp gia đình lần đầu tiên sau 7 tháng bị biệt giam trong trại tạm giam của công an tỉnh Bến Tre. Ngày 4 tháng 4, chị Châu cùng con trai đã được gặp chồng tại trại giam, người bị bắt ngày 30 tháng 8 năm 2018 với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự 2015. Kể từ khi bị bắt thì anh Ánh, một chủ đầm tôm ở Bến Tre đã bị biệt giam trong quá trình điều tra. Anh vẫn chưa được gặp luật sư của mình cho dù luật tố tụng hình sự quy định bị can được quyền sự trợ giúp của luật sư ngay sau khi bị bắt. Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1980, từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp. Anh có nhiều bài viết và livestream trên Facebook nhằm cổ suý nhân quyền và dân chủ. Nhà cầm quyền tỉnh Bến Tre cho rằng những hoạt động trực tuyến của anh gây hại cho chế độ toàn trị và quyết định bịt miệng anh bằng việc bắt giữ vào cuối tháng 8 năm ngoái. Sau khi bắt giữ anh, thì công an tỉnh Bến Tre liên tục sách nhiễu vợ anh, người đang nuôi con nhỏ. Chúng ép ngân hàng đòi nợ trước kỳ đáo hạn, buộc vợ anh phải bán rẻ đầm nuôi tôm. Chúng còn theo dõi và tra khảo chị về việc nhận tiền giúp đỡ từ những người hảo tâm. Việc anh được gặp gia đình đồng nghĩa với việc kết thúc điều tra và anh có thể bị đưa ra tòa trong thời gian tới. Nếu bị kết tội, anh có thể phải đối mặt với mức án tù là từ 7 đến 12 năm.